Lời đầu tiên Pháp Hòa muốn được vấn an sức khỏe của tất cả quý vị. Cầu chúc quý vị luôn luôn khỏe mạnh, an vui, gia đình đầm ấm hạnh phúc. A Di Đà Phật. Sáng nay đại chúng có khỏe không? Có bị lạc đường không? À, giỏi quá. Làm sao lạc được? Bây giờ có ông tiên bà tiên đi theo mình rồi. Mình muốn gì là cứ bấm lìa chỉ vô là bà tiên bà chỉ mình đi. Mà lỡ mình quẹo lộn cái bà thì bà tiên nói turn, make a U-turn, make a U-turn. Đi lạc cái là bà tiên nói liền. Thưa đại chúng, hồi nãy Pháp Hòa có hướng dẫn cho đại chúng ngồi tịnh. Không luận phải là những người Phật giáo mới thực tập cái này, đây là một công thức chung để cho tất cả chúng ta cùng thực tập, để chúng ta trở về được với mình, để chúng ta trở về được với cái giây phút tĩnh lặng của chính mình. Vì trong tất cả chúng ta ai cũng cần những giây phút như thế này. Quý vị cứ tưởng tượng mình cứ đi hoài mà không bao giờ dừng, đi mỏi chết, đi chút xíu phải dừng lại. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ông cũng có một bài hát đó. Mệt quá đôi chân này tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi. Mình đi thì cũng phải có một chút dừng lại để nó có cái sự thảnh thơi nghỉ ngơi. Chữ nghỉ là dừng, ngơi là thông thả. Chỉ khi nào mình có dừng lại thì mình mới có sự thông thả. Mà mình có thông thả thì nhìn mình thanh thản. Mình có thanh thản nhìn mình thơ thới. Nhưng mà nếu mình không có thanh thản, không có thư thả thì không có nhìn thơ thới được. Cho nên có nhiều khi mình nhìn người nói trời ơi, anh khỏe phơi phới. Tại vì lúc đó sao? Tâm hồn mình nó nhẹ nhàng. Mặc dù công việc mình vẫn làm nhưng tâm không có dính mắc. Mình vẫn sống, chứ không phải là mình làm gì để mình dừng sự sống của mình. Và làm mình tại sao mình cần cái giây phút như vậy? Vì giây phút đó chính là giây phút làm cho tâm mình bình an, để mình thấy rõ tất cả mọi sự việc đang xảy ra. Và lúc đó chúng ta tìm được một cái công thức chung là cuộc sống này nó luôn luôn nó có cái, nói theo đời là hai mặt, nói theo đạo là đối đãi tương đối. Ví dụ mình có ban ngày, có ban đêm, có bữa nắng thì có bữa mưa, buôn bán thì có bữa ế bữa đắt, sống thì phải có già có bệnh, và thậm chí sống thì chết, già thì bệnh. Hay nói là già thì yếu chứ có gì thắc mắc. Ví dụ nói trời sao lúc này chân tôi yếu quá, tôi mới có 87 à. Trời, trời ơi 87 mà mới à. Thế mình có cái ăn thì phải có no, mà hãy no rồi nó có đói. Khát nước thì phải uống, uống một hồi nó mắc. Cái chuyện đó rất bình thường, không có gì mà chúng ta phiền muộn cả. Lái xe thì phải hết xăng, hết xăng thì phải đổ, châm xăng. Đi đường thì phải có đèn. Mà cuộc sống của chúng con trên đường đi chúng ta có cái đèn. Đèn vàng chậm lại, đèn xanh thì mình đi, đèn đỏ thì mình dừng. Cuộc đời của mỗi chúng ta phải có một cái đèn để chúng ta biết lúc nào dừng, lúc nào chậm, lúc nào đi. Chứ đèn mà nó xanh hoài là đèn hư, đèn mà đỏ hoài là đèn hư, đèn mà đèn vàng là đèn hư. Cái đèn nó work tốt là cái đèn đủ ba màu. Con người chúng ta phải đủ ba kỳ, phải có lúc thịnh, lúc suy, lúc trung bình. Con người mình có những ngày vui, có những ngày bình thường, có những ngày buồn. Thành thử ra chúng ta thấy được cái đó thì chúng ta thấy được cái mặt tương đối của cuộc đời. Và chúng ta không bao giờ bắt cuộc đời phải tuyệt đối. Con của mình lúc nó nhỏ nó nghe lời mình. Tại sao? Vì nó nhỏ, nó chưa bị
những cái hoàn cảnh bên ngoài chi phối nó. Cũng giống mình thôi. Hồi lúc mình nhỏ mình chưa có ra đời sống, mình đâu có biết bon chen gì đó. Nhưng mà lớn lên rồi, mình ở một hoàn cảnh nào đó, tự nhiên cái đầu mình nó phải lăn. Ví dụ như mình đi qua nước Nhật, ở đây mình đi rề rề chứ qua Nhật phải đi nhanh, không đi nhanh thì trễ xe làm sao. Thí dụ vậy đó. Tức là mình biết ở mình đang ở một cái hoàn cảnh nào thì đôi chân mình phải nhanh chút. Rồi đôi lúc mình ở cái hoàn cảnh chậm, mình đi chậm chút. Ví dụ bây giờ mình có cái tánh là mình hay đi nhanh, đi lớn và nói lớn. Nhưng mình biết bước vô cái hội trường này thì cái hoàn cảnh nó không phải như vậy nữa, thì tự động mình chỉnh nó lên xuống. Mình chỉnh cái bước chân mình lại, mình chỉnh cái âm thanh tiếng nói mình lại, để cho mình phù hợp với cái môi trường đó, mà không để cho mọi người ngó mình. Mình sợ người ta dòm, người ta ngó lắm. Nhưng mà mình thường hay không có biết chỉnh mình thì người ta phải dòm ngó mình thôi. Thật đấy, cuộc sống là một sự trở về. Nếu mà chúng ta tu là một sự trở về, nghĩa là chúng ta biết nhìn mà không có chán chường, không có buông xuôi mọi việc. Có nhiều người, người ta tin vào một đấng thần quyền nào đó thì người ta sẽ trách: tôi ở đâu có ác đâu mà ông trời ông cho tôi khổ. Tôi nghĩ gia đình tôi từ nhỏ tới lớn gia đình tôi tốt quá, mà tại sao ông trời ông lại bắt gia đình tôi khổ. Thật sự ra đó là cái đức tin có ông nào ở trên chỉ định. Nhưng mà nếu thật sự mà có cái ông đó thì ông đó không công bằng. Tại sao người đẹp, người xấu, người giàu, người nghèo, người thông minh, người tối tăm? Thành thử ra ai mà tin cái đó thì người ta trách trời. Còn nếu mà người ta chán chường thời cuộc thì ta nghĩ rằng sao thôi, ở cõi này chán lắm, có một cõi nào vui hơn. Cho nên họ về nhà họ giết hết cả gia đình họ, rồi họ tự vẫn luôn. Quý vị đọc báo thỉnh thoảng quý vị có nghe những câu chuyện đó. Vì họ ghét, chán ghét cuộc đời này. Và có những người khi mà họ chán chường cuộc đời này do một ai đó làm khổ họ, họ ghét tất cả con người xung quanh, thì họ sẽ hành hung. Như mới vừa đây ở Mỹ có một vụ xảy ra giết người, bắn người. Cho nên trong cuộc sống có những người tà kiến. Những người tà kiến thì họ đem những cái họ tin vào những cái thần quyền nào đó. Cho nên mỗi người người ta có một cái nhìn về cuộc sống, cái là tiêu cực. Cái thì họ đẩy cuộc đời họ cũng như những người thân họ đi vào con đường tiêu cực. Nhưng mà với cái người chúng ta có tu tập. Tu tập là gì? Nghĩa là chúng ta có sự tĩnh lặng, sáng biết, quán chiếu, để chúng ta thấy mọi vấn đề. Hôm Pháp Hòa đến Sydney, được ngồi nói chuyện với một bác. Ông cụ từng đi tù cải tạo, và khi ông trở về thì ông có những cái nhìn. Và cuộc sống của ông bây giờ rất là bình an. Tại sao? Vì mình biết ở cái thời nào nó loạn lạc, và đến tuổi tác nào chúng ta cần dừng nghỉ, để chúng ta có được sự thảnh thơi của tâm hồn. Thật ra đó, mình sống vui thì cũng là sống, mà sống khổ vẫn sống. Giống như mình đi đàng hoàng thì vẫn đi tới, mà cà lết cũng đi tới. Cho nên mỗi ngày chúng ta có 24 giờ. Cái quan trọng là chúng ta nhìn cuộc đời như thế nào để chúng ta biến một ngày đó thành một ngày có ý nghĩa. Ở bên Trung Hoa ngày xưa có một ông tên là Khuất Nguyên. Ông làm quan nhưng mà ông thấy trong triều có nhiều cái vấn đề gọi là bất công, nịnh hót, bợ đỡ vân vân. Cho nên ông chán ghét. Ông đi ra bờ sông ông ngồi than thở: đời này đục, có mình ta trong. Cuộc đời này có nhiều người sống xấu, có mình ta tốt. Than vậy đó. Thì gần ông có một ông chăn bò. Ông này là một hiền triết.
một cái người có thấu đạt đạo lý nhưng mà sống ẩn dật. Nhìn ông Khất Nguyên biết, ủa ngài đó à, ngài có chuyện gì buồn không mà nhìn ngài có vẻ tiều tụy hốc hác. Đúng vậy, đời này sai cả có mình ta tỉnh, đời này đục cả có mình ta trong. Thì ông chăn bò mới nói, vậy sao ngài không sai luôn với đời, sao ngài không đục luôn với đời? Khuyên ông thì cái vị đó mới khuyên ông á, là ngài nên bình tĩnh lại. Ngài nên bình tĩnh lại và ngài thấy được cuộc sống nó có những lúc như thế này và có những lúc khác. Và nếu như cái tâm thành của ngài, ngài có thể sống tốt và ngài có thể tiếp tục cải hóa những người có duyên với ngài. Nhưng cuối cùng ông không có chấp nhận cái lý đó. Ông đã trầm mình, ôm gạch ôm đá, trầm mình xuống sông Mịch La để tự vẫn vào ngày mùng 5 tháng 5. Và dân làng nghe ông bị chìm dưới nước rất là thương ông, cho nên mới làm mấy cái bánh ú bỏ xuống sông, mong rằng giúp đỡ cho ông trong những lúc ông tấp vào bờ nào đó. Và từ đó nó có ông Khất Nguyên nó dính dáng tới cái ngày cúng Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5. Cho nên Đức Phật á, khi mà ông, xin lỗi, khi mà ông già đó, ông nghe như vậy đó, ông có làm một cái bài thơ tặng cho ngài Khất Nguyên. Sông tương nước chảy trong veo, thì ta lội xuống rửa lèo mũ ta. Sông tương nước chảy đục ngầu, thì ta lội xuống rửa chân của mình. Ý muốn nói là nếu sông nước, sông tương mà nó trong á, thì mình đi xuống mình rửa mũ, mình rửa đầu. Còn nếu như mà nó đục á, thì mình rửa chân. Ý muốn nói là có lúc nó đục, có lúc nó trong, mà hãy khúc nào nó đục thì mình làm việc khác. Cũng giống như mình cầm cái khăn sạch lên, khăn này sạch nè, lau bàn. Khăn này dơ nè, lau đâu? Lau đất. Tức là mình không phí cái khăn, nhưng mà mình biết nhận diện cái khăn này nó dơ, nó sạch như thế nào để chúng ta dụng nó cho đúng chỗ. Giống như khi chúng ta bước vào cái chỗ nào đó dơ thì tự động chúng ta lấy nước chúng ta chùi rửa trước khi chúng ta xài. Cái gì mà nó không có đúng thì chúng ta chỉnh cho nó ngay. Tại vì chúng ta luôn luôn có trái tim, có con mắt, có đôi bàn tay. Và chúng ta có thể cắt ngắn, cắt dài, làm sao đó để mọi việc nó đi vào một cách êm đẹp. Và quý vị thấy tất cả mọi sự việc ở đây đều là cái gì? Đều là do cái nhận biết tuệ giác của chúng ta mà tạo nên. Tất cả do tâm tạo. Tâm mình muốn nó tốt, nó sẽ tốt. Bước vô cái nhà nó dơ, nhà nó dơ cỡ nào mà nếu chúng ta để tâm dọn dẹp với năng lực, với khối óc, với đôi bàn tay, mình sẽ làm được tất cả. Bằng chứng, với năng lực, với khối óc, với đôi bàn chân, mình đi vượt biên. Với năng lực, với khối óc, với đôi bàn tay, mình tạo nên sự nghiệp. Và con cái của mình đã thành công. Bây giờ cuộc sống mình ổn định. Từ đâu? Đâu phải từ ai cho mình, mà từ khối óc, năng lực, đôi bàn tay của mình. Là bởi vì chúng ta biết làm một cái điều như Phật dạy, là có những cái cây nó mềm nhưng mà cái vỏ nó cứng. Ở trong mềm mà vỏ cứng, có những loại cây như thế. Thì Đức Phật nói có những người rất lành thiện nhưng xung quanh không lành thiện. Thì chúng ta phải sống như thế nào? Chúng ta biết uyển chuyển tùy duyên. Thí dụ như mình ở một cái đám đông, bây giờ người ta bán hai cái miếng gòn vàng vàng để nhét tay khi ngủ.
Nếu mình lỡ mình rơi vào một cái chỗ nào ngủ mà ta ngáy quá mình ngủ không nổi thì ta bán hai cái đó. Rồi bây giờ nó bán thêm luôn cái đồ chụp lỗ tai, để cho những người nào lên máy bay mà có tiếng máy bay nó ồn, có những người người ta khó ngủ đó, chụp cái đó vô lỗ tai là yên, ngủ yên, không nghe bên ngoài nói gì. Pháp Hòa thì không có xài, tại vì Pháp Hòa còn ngủ được. Nhưng mà nhìn mình, nhìn một ngày người ngồi quanh mình, thỉnh thoảng họ chụp cái lỗ tai đó, mình tưởng là họ nghe cái gì, nhưng mà thực chất là cái đó là cái đồ chụp lỗ tai để giúp cho họ không có cái tiếng ồn nào để dễ ngủ. Nhưng mà khi mình chụp vô cái lỗ tai như vậy rồi á, nó cũng, ai không quen nó cũng khó chịu lắm, phải không? Thành thử ra cuộc sống này không có cái gì chúng ta có mà không có một cái gì đó khó chịu nhỏ nhỏ nó kế bên. Cái quan trọng là mình thấy mình muốn cái gì thôi. À, tôi muốn ngủ được thì thôi chịu khó để cho nó chụp. Giống như có nhiều người bây giờ ta bệnh, nó kêu là sleep apnea, thiếu oxy trong khi ngủ, thì họ đeo một cái máy thở, trợ lực, trợ tim cho họ thở. Nhưng mà chụp vô như vậy rất là khó chịu. Mà phải luyện, phải tập thôi, tập làm quen với nó để mình sống còn. Chứ không thôi có thể mình chết trong giấc ngủ, hoặc là mình bị tai biến trong giấc ngủ. Vì cái bệnh nó nguy hiểm như vậy. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta không có một cái gì mà chúng ta tự nhiên nhẹ nhàng dễ chịu mà chúng ta không có sự chịu khó trong đó. Tại vì sao? Nó vốn là khó chịu. Nó vốn là khó chịu mà cái chúng ta cần là gì? Chịu khó. Quý vị biết nhiều khi Pháp Hòa đi máy bay, mình ngồi ở khoảng giữa hai người, họ cái size họ lớn hơn mình, mà đâu phải dễ dàng. Ngồi là phải cong mình, co mình vậy. Tại người ta ngồi xuống là đã lấn qua bên mình rồi. Thôi thì bây giờ sao? Đâu còn chỗ nào mà đây là cái chỗ đã quy định, thì mình cũng phải chịu khó ngồi thôi. Nhiều khi phải quán. Phải quán là như thế nào? Không có sao đâu. Cái khó nó chỉ vài giờ. Trong cuộc đời có những cái khó mà mình phải chịu suốt kiếp. Nhưng mà có những cái việc mình phải chịu khó suốt kiếp nhưng mà bỏ không có được, thì chúng ta phải làm thôi. Nhờ chúng ta quán như vậy, chúng ta thấy được những cái cuộc đời nó tương đối. À, tôi cũng chịu khó nhưng mà chỉ có 4 tiếng bay, còn hơn là suốt đời. Thì trong 4 giờ đó ngồi thảnh thơi, còn không là 4 giờ ngồi khó chịu. Có một lần Pháp Hòa dạy một em nhỏ quán á, nó không thích đi chùa với má nó, đi cả ngày nó mệt. Mà má nó ở xa lắm, đi mà mỗi một lần đi tới chùa là phải mười mấy tiếng. Pháp Hòa mới nói, mẹ con á, đi với con rất là nhiều lần, lâu lâu con mới đi với mẹ một lần. Thì thôi giờ mẹ chùa, mẹ làm việc gì mẹ vui thì con cũng thoải mái, con chơi, con nói con đi vòng vòng, con chơi, con bắn game, thí dụ vậy. Và con cứ nghĩ á, giống như con đi về Việt Nam, con ngồi trên chiếc máy bay suốt mười mấy giờ đồng hồ. Đó, bây giờ con nghĩ con ở đây giống như ngồi trên máy bay vậy đó. Con đi đâu được? Thì cái quan trọng là con tập, con thích ứng với cái hoàn cảnh. Và đây cũng là một bài tập cho mình. Quý vị cứ tưởng cuộc đời này mà cứ hễ khó khó dục thì không có làm gì xong hết. Dù một chuyện rất nhỏ như nấu ăn, như làm việc nhà, không có việc gì chúng ta làm mà ngay cái bữa đầu là chúng ta làm thành, rất ít. Đa phần là phải chịu khó nhiều lần để sự việc nó mới có thể thành được. Quý vị biết có những cái công ty người ta làm thức ăn, chỉ có một món bánh đó thôi mà có thể người ta phải thử 800 lần để món bánh đó nó được hoàn hảo và đem nộp cho cái sở vệ sinh. Người ta thí nghiệm những cái món ăn đó trước khi đưa ra bên ngoài bán cho thị trường. Người ta phải phân tích trong này có bao nhiêu độ đường, bao nhiêu độ muối, và cái calorie của nó là bao nhiêu, để người ta ghi rõ ràng trong một cái tờ giấy
thành một cái tờ giấy đó, để mỗi món ăn đó được đem ra thị trường bán thì phải dán món ăn đó lên, để cho mọi người, người ta nhìn cái món ăn đó, người ta liệu sức người ta có ăn được cái này hay không mà người ta mua cái món đó. Chứ không có một cái gì mà nó có thể thành tựu được. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, có thể hoàn cảnh nó không như ý mình, nhưng chúng ta là một cái lõi cây mềm, thì chúng ta có thể mềm mỏng để chúng ta đi tới. Cho nên quý vị thấy có nhiều em nhỏ đó, nó bị ảnh hưởng thế giới bên ngoài. Cái điều đó không thể tránh. Ngay cả mình còn bị mà. Ngay cả mình còn bị. Ví dụ như bây giờ mình nói là thôi tôi lâu lâu thôi giờ quần áo đủ rồi nha, tôi không mua sắm gì nữa đâu. Nhà mình đi ngang shopping mà nó rẻ mà nó đẹp có mua không? Một cái chuyện đâu có tội lỗi gì, nhưng mà từ đó mình mới thấy. Nhiều khi mình dọn dẹp nhà cửa, thấy giày của mình nhiều quá, thôi nhiều quá chật đủ rồi nha, không mua nữa nha. Mà bữa nào mà đi ngang một cái tiệm mà bán giày cũng ghé vô thử một cái. Thử ướm cái chân mình vô một cái đi lôi coi, đẹp không? Đẹp không? Coi được quá ha. Ờ giá cũng được á. Thế nào 19 lần từ nó thế nào cũng lần bị dính câu. Cho quý vị biết những cái chợ người ta bán ăn á, đây là Pháp Hòa nói theo cái cách làm ăn của người Mỹ. Trong cái chợ của người Mỹ á, mỗi ngày họ phải lỗ một món. Thí dụ như bữa nay họ lỗ món bánh đó, họ bán lỗ đó, nhưng mà họ chỉ lỗ món đó thôi, rồi họ mới đăng báo là hôm nay bán cái món đó sao. Thì thiên hạ ùng ùng đi mua cái bánh đó, nhưng mà ít khi nào người nào vô chợ chỉ mua cái bánh đó đi ra lắm. Họ phải mua 5-7 món nữa. Như vậy thì một món mà họ lỗ đó, đó có thật lỗ không? Nó lời những cái khác. Đó là họ tâm lý mà. Làm ăn là họ tâm lý và họ có đầu óc làm ăn. Thì tâm lý của tất cả chúng ta là mặc dù chúng ta nhu cầu đã đủ, nhưng tất cả con người còn tham cầu. Cho nên con người mới mua sắm thêm. Cái mình thêm là cái tham. Cho nên con người hạnh phúc là con người thấy đủ. Hạnh phúc là khi mình thấy đủ, còn không hạnh phúc là lúc nào mình cũng thấy thiếu. Và khi mình thấy thiếu là lúc nào mình cũng muốn thêm. Mà thêm không được thì khó chịu và bực bội. Vì vậy cho nên Đức Phật dạy, có một cái loại cây thân mềm, ở bên trong mềm mà cái vỏ nó cứng. Mà vỏ cứng là gì? Đó là những cái bên ngoài. Có những loại cây cái thân nó mềm, xin lỗi, thân nó bên trong mềm mà cái vỏ bên trong cứng mà cái vỏ nó mềm. Cũng có những người không có dễ thương. Mình tánh tình kỳ cục, nhưng mà may mắn thay mình được bao bọc bởi những người rất dễ thương. Cái trường hợp đó mình cũng thấy. Thỉnh thoảng có nhiều người thấy ghét lắm, nhưng mà người thân của họ rất dễ thương. Nhờ vậy họ mới sống được á. Tại vì sao? Ta thương người thân họ, thôi người ta du di, người ta bỏ qua cho họ người đó luôn. Trời, không có bà nó tôi đánh nó chết. Không có, tôi mà không quen, tôi không biết, tôi thương má nó tôi mới để yên cho nó, vân vân. Cho nên đôi khi chúng ta sống, chúng ta bảo bọc được bởi những người rất lành thiện xung quanh mình. Đó là ai? Đó là những thiện tri thức của mình đó. Có nhiều khi tánh mình kỳ cục á, mà tại sao một bạn đạo của mình chịu đựng mình được? Vì họ là một vỏ, hộp vỏ cây. Mình rất là cứng, nhưng mà họ là cái vỏ mềm. Để biểu tượng rằng cái người lành, cái người may mắn là lúc nào cũng có những người dễ thương xung quanh mình. Cho ăn mà còn chê nữa chứ. Có không? Cho ăn mà còn chê, mà làm ơn chửi lại mình. Nhiều lắm. Thì trường hợp đó mình phải quán là sao? À, mình là cây mềm mà vỏ cứng. Nhưng mà ngược lại, người ta cho mình ăn mà mình mắng lại.
người ta làm ơn cho mình rồi mình phủi ơn. Thì cái người mà làm ơn, người ta quán, ta thấy rằng mình, họ là cái vỏ cứng, cái vỏ cứng, cái vỏ mềm bảo bọc một cái thân cứng. Thiện tri thức, thiện là gì mà tri là gì mà thức là gì? Tri là cái người đó người ta biết mình, thức là người đó người ta hiểu mình. Mà nếu người ta biết mình mà ta hiểu mình mà ta ủng hộ cho mình tới cái chỗ thiện, gọi là thiện tri thức. Nhưng ngược lại cũng có những người biết mình, hiểu mình, cho nên luôn luôn chọc cho mình tức giận lên, phiền não lên, cũng là tri thức đó, nhưng mà ác tri thức. Ví dụ như bây giờ cái người đó họ biết Pháp Hòa, mà họ biết luôn, họ hiểu luôn là Pháp Hòa nóng tánh. Mà cái người đó muốn cho chọc, muốn cho Pháp Hòa giận hoài, cái luôn luôn đem những cái câu chuyện tức giận lên nói cho mình nghe. Mà nói cho mình nghe thì mình nói nóng mình lên, mình la lên, thí dụ vậy. Luôn luôn làm cho cái tâm sân hận, buồn phiền của mình nó sinh khởi. Cũng là tri thức, nhưng mà ác tri thức. Cho nên á, thân á, có một loại cây là thân cây thì mềm mà bao bọc bởi vỏ cứng. Người xấu có tác dụng xấu độc, nhưng cộng đồng tốt. Là mình á, có đôi khi á, mình là một cái vỏ cây mềm mà bao bọc bởi vỏ cứng. Nhưng mà có nhiều khi thân cứng mà bao bọc bởi vỏ mềm, có phẩm tính tốt nhưng xung quanh không có tốt. Rồi có trường hợp như thế nào? Có trường hợp là thân cứng mà vỏ cũng cứng luôn. Này là hợp tác rồi đó. Chúng ta hợp tác. Nghĩa là chúng ta bản chất như vậy, cho nên chúng ta sống trong môi trường như vậy. Ngày xưa Tổ Quy Sơn ngày mới nói: viễn hành yếu giả lương bằng, sát sát thanh ư nhĩ mục. Viễn hành có nghĩa là mình đi xa. Yếu giả lương bằng là nên gần gũi những người bằng hữu lương thiện. Để làm gì? Để sát sát thanh ư nhĩ mục là từng giây phút, từng thời khắc chúng ta thanh lọc, trong sáng được con mắt của mình và cái lỗ tai của mình. Tại vì mình gần người lành là thế nào cũng nghe được điều lành và thấy được điều lành. Còn nếu không là sẽ ngược lại. Ví dụ mình ra ngoài một cái quán cà phê, một quán nhậu gì đó, những người mà ta nhậu là mình thấy người ta làm gì? Miệng thì hút thuốc, tai thì cầm điếu thuốc, miệng thì uống rượu, cộng thêm cái tai cầm điếu thuốc, và nói chuyện với nhau thì mở miệng câu nào ra nó cũng là gì? Toàn là những lời chửi bới, chửi bậy. Thật ra mình gần cái môi trường nào thì ít nhiều mình ảnh hưởng. Ngày xưa có một bà cụ đó, bà đem con của bà đi học, thì bà mang tới một cái làng đó, thì cái làng đó chuyên môn làm đám tang cho người chết. Thì con bà nó tối ngày về nó cứ làm đạo tì. Nó cứ giả làm đạo tì, nó khiêng người này nó vác người kia đi chôn vậy. Bà thấy chà, con bộ lớn lên có cơ hội làm đạo tì. Thế bà mới dọn qua một cái làng khác. Thì cái làng này chuyên môn là đánh cá, chài cá. Thì cái làng đó chài cá thì nói chuyện rồi đời sống không được. Cuối cùng bà dẫn qua một cái làng khác, thì cái làng này dân chúng, mọi người trong đó lo ăn học. Thì con bà giờ ai cũng lo học hết, thì nó muốn chơi với ai, nó cũng phải đi học theo thôi. Cho nên rồi nó trở thành một cái người học giả trong tương lai sau này. Cho nên nhiều khi với cha mẹ mình đi tìm cái môi trường tốt cho con là vậy thôi. Ở đây Pháp Hòa thấy là cha mẹ lúc nào cũng tạo cuối tuần là phải chở nó đi học võ, học đàn, học đủ thứ hết, để làm chi? Để nó đừng có những thì giờ nó phí cho cái chuyện khác. Và luôn luôn mang nó ra khỏi môi trường. Nó ở nhà là nó chơi game nhiều lắm. Rồi mà đứa nào mà nó biết đi chơi cái có bạn cái rồi là cuối tuần là mình không thấy mặt nó. Nó xin tuần này nó xin đi đây, tuần này nó xin đi kia, không cho thì không được. Mà cho nó rồi phải sao nữa? Sợ nó không có tiền, nó đi ăn cắp ăn trộm, phải cho nó vài chục nó đi chơi. Mà hãy cho nó tiền, chấp nhận nó đi chơi, nhưng mà bù lại nhà lo.
không biết nó đi đâu, sao giờ này nó chưa về. Thành thử đứa nào mà nó còn đi học, cuối tuần nó có chỗ nó đi. Cho nên các chùa mở trường Việt ngữ, mở lớp Phật Pháp, để cho chúng ta đưa con cháu mình vào cái môi trường tốt. Thì trường hợp đó là cái trường hợp là vỏ mềm, cây mềm. Còn cái trường hợp mà ảnh hưởng xấu là do cái gì? Do cây vỏ cứng mà cái thân nó, cái ở bên trong nó cũng cứng. Cho nên cuộc sống của chúng ta, Đức Phật ví dụ như bốn loại cây: thân mềm, vỏ cứng, nghĩa là bản thân mình tốt, lành thiện, có những phẩm tính tốt, nhưng mà mình sống ở một cái môi trường không tốt. Mà mình biết cái này để làm gì? Mình biết để làm chi? Để chúng ta thích ứng, chúng ta sống trong mọi hoàn cảnh, chúng ta cẩn thận hơn. Và đôi khi chúng ta phải tự biết mình là cái thân mềm hay cái thân cứng nữa. Có đôi khi mình làm một cái thân cứng mà xung quanh mình người ta rất mềm, lúc nào mình sống cũng rất là khó chịu với người xung quanh, mà người ta luôn luôn người ta tới với mình bằng cái tâm niệm nhẹ nhàng, không hằn học, mà mình thì lúc nào cũng hằn học. Cái đó đôi khi chúng ta phải nhìn lại. Cho nên qua cái bài kinh mà Phật dạy, bốn loại cây: một là thân mềm vỏ cứng, nghĩa là tất cả có thể chúng ta là những người lành tốt nhưng ảnh hưởng môi trường, những người xung quanh. Có thể ngược lại là gì? Thân cứng vỏ mềm, nghĩa là chúng ta kỳ cục nhưng mà người xung quanh chúng ta rất là chịu khó, dễ chịu với mình. Đó là những người thiện tri thức đó. Thiện tri thức có ba loại: ngoại hộ thiện tri thức, đồng hành thiện tri thức và giáo thọ thiện tri thức. Ngoại hộ thiện tri thức là giúp đỡ cho mình trong mọi cái phương diện đời sống bên ngoài. Ví dụ như Pháp Hòa đi giảng đến một cái nơi xa lạ thì phải nhờ vào ngoại hộ thiện tri thức. Người thì chở, người thì cho ăn, người thì cho chỗ ở, vân vân. Những cái nhu cầu gì mình cần khi mình ở một cái nơi mà mình hoàn toàn xa lạ đối với mình, đó là ngoại hộ thiện tri thức. Rồi bây giờ đi tới đâu phải có những người đi theo phụ, đó là đồng hành thiện tri thức. Mà mình không biết cái văn hóa ở đó sao, ta nói cho mình nghe để mình thích hợp được với cái hoàn cảnh đó, đó là gì? Giáo thọ thiện tri thức. Vậy thì nếu chúng ta nhìn kỹ thì chúng ta thấy rằng chúng ta có những thiện tri thức có mặt cho chúng ta trong mỗi ngày trong cuộc sống. Người Tích Lan á, người ta không có ăn canh, không có ăn súp giống như mình. Các thầy Tích Lan đi qua chùa Việt Nam ở. Chùa Việt Nam thì thường thường buổi sáng mình ăn cái gì? Cháo, bánh canh, mì, phở, nước vậy. Thì ổng đâu có biết là cái đó kiểu của mình. Ổng ngồi vô cái ổng nói: tôi đâu có bệnh. Tại vì sao? Tại vì người Tích Lan là khi nào mình ăn cái gì mà có nước lỏng bỏng như vậy là bệnh mới ăn, chứ còn bình thường là ăn khô. Vì vậy cho nên người Tích Lan là mỗi ngày ta cơm nè, cơm nấu mà cái hạt cơm của họ nó rời ra, nhìn rất là khô mà thật sự mềm ngon lắm. Những người nào mà bệnh tiểu đường á, nên ăn gạo Ấn Độ, gạo Tích Lan. Tại vì cái hạt gạo của họ không có dẻo và nhiều chất đường như gạo của mình. Gạo Ấn Độ, gạo Tích Lan nhìn nấu ra rau nó ráo trọi, nhìn cầm nó rơi từng hột tưởng khô queo, nhưng mà thật sự ăn rất là mềm. Chẳng những mềm mà ăn dễ tiêu nữa, vì nó không có cái chất dẻo nhiều. Mình ăn vô, thường cái cơm của mình ăn vô hồi nó buồn ngủ, mà ăn nặng bụng lâu tiêu. Mà cơm Ấn Độ, gạo Ấn Độ, gạo Tích Lan ăn dễ tiêu lắm. Vị nào mà làm cơm rang mà mua gạo Ấn Độ, gạo Tích Lan nấu làm cơm rang ngon lắm. Hạt cơm nó ráo, nó rời mà ăn không có ngán. Thì cái người mình đi qua bên nước Tích Lan mà mình nói: cho tôi mỗi ngày cái món đó, thì nó bộ anh bệnh nè. Ví dụ vậy. Hay là bây giờ mình nói ví dụ mình qua bên bên Hàn Quốc.
Qua Hàn Quốc á, là thường thường á, là người ta ăn cơm người ta không có cầm cái chén lên. Hay là mình set up một cái muỗng. Cái muỗng mà là để mời khách ăn cơm mà khách còn sống ăn cơm á, là lật cái muỗng lên. Nhưng mà cái kiểu dọn cơm của mình là sao? Úp cái muỗng xuống, tại vì mình quan niệm là bụi. Cho nên phải úp cái muỗng xuống để không có bụi. Nhưng mà người Hàn Quốc á, khi nào mình mời khách ăn cơm là phải lật cái muỗng lên, còn úp cái muỗng xuống là để cúng cho người chết. Mình không biết cái phong tục đó, thì mình đi qua đất nước người ta, mình phải cần có giáo thọ thiện tri thức. Trong cuộc sống này chúng ta cần những bậc giáo thọ thiện tri thức, chứ đừng nói cái gì tôi cũng biết. Mình hay nói là tôi biết hết, nhưng mà rốt cuộc là hết biết. Cho nên giáo thọ thiện tri thức, đồng hành thiện tri thức, là chúng ta tu mà chúng ta cần có những người bạn. Hay trong cuộc sống của chúng ta cần có những người bạn. Quý vị cứ tưởng tượng đi đâu mà đi một mình, hình như mình không tự tin. Nhất là đi đường xa, kiếm một người bạn đi theo mình. Chị cứ ngồi với tôi thôi, tôi lái, nhưng mà anh chị ngồi để tôi yên tâm. Đó là cái tâm lý. Thì từ cái đó mình mới suy ra rằng trong cuộc sống chúng ta cần có một người bạn. Ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Nếu chúng ta không cần người bạn thì tại sao lớn lên chúng ta có khuynh hướng tìm vợ tìm chồng, mà mình đi tìm cái gì? Người bạn đời. Người bạn đời để làm gì? Để chia sẻ. Tiếng Mỹ kêu là match. Nó looking for a match. Hai người cho nó tương xứng. Mà đâu phải chỉ tương xứng ở cái gì? Chúng ta cần phải tương xứng như thế nào? Từ cái tâm. Cho nên đó, đồng trí, đồng tuệ, đồng tu. Mà mình muốn match như vậy là tự mình phải làm sao nó tương ứng. Cho nên ngay cuộc sống hàng ngày, chúng ta vẫn có cái tâm niệm là cần đồng hành thiện tri thức, cần giáo thọ thiện tri thức. Đi làm về mệt, có người nấu cơm cho ăn, người đó là cái gì? Tri thức của mình. Ngoại hộ thiện tri thức. Cho nên đâu phải tri thức đó, đâu phải chỉ tìm ở những cái môi trường như trong chùa, mà ba dạng thiện tri thức đó đó, nó nằm ngay nơi người thân của mình đó. Vợ mình, chồng mình vẫn có thể là một người đóng ba vai. Có những lúc mình nóng quá, vợ ngồi kế bên, thôi ông nghe lời tôi, ông đừng có nóng. Thí dụ vậy. Hay là bà đừng có, bà để đó tôi, từ từ tôi suy nghĩ, tôi tìm cách giải quyết. Bà đừng có nóng nảy rồi bà làm hư chuyện. Nói dụ vậy đó. Đó là gì? Giáo thọ thiện tri thức. Rồi những cái lúc mà bệnh hoạn đỡ đần cho nhau, ngoại hộ thiện tri thức. Ông chở tôi đi chùa, mặc dù ông không thích đi, nhưng mà ông ngồi ở ngoài ông chờ. Ông không vô chùa mà ông vô sân chùa thôi. Ông vô sân chùa ông đậu, ông chờ mình cả tiếng hay tiếng đồng hồ đó. Cái mình mới nói trời ơi tôi buồn quá, chồng tôi chưa chịu vô chùa với tôi. Nhưng mà thiệt sự nếu mình nghĩ sâu một chút á, cái ông xã mà ngồi ngoài xe mà ông chờ mình 1-2 giờ đồng hồ là ông có tu đó. Ông tu cái hạnh nhẫn nhục, ông tu cái hạnh chờ đợi đó. Thường thường con người mà chờ ai một chút là hối dữ lắm. Trời ơi, đi chợ nhiều khi không dám đi với ổng đâu. Mình thì thích đi lựa, đi mua, mà ổng cứ đi theo sao ổng hối. Xong chưa, xong chưa. Nhiều bữa ghét ở nhà, cho ổng ở nhà đi mình. Nhưng mà đặc biệt, ổng vô chùa ổng chịu chờ. Vậy thấy ổng tu chưa? Nhiều khi ổng đâu nói ổng tu, nhưng mà ổng có tu. Còn mình tu quá trời mà mình nóng còn hơn ổng nữa. Kinh gì mình cũng tụng, pháp gì mình cũng nghe, mà nhiều khi mình còn dở hơn ổng nữa, phải không? Thành thử ra với cái nhìn trong sáng,
Người nào, người ta ở cỡ nào, chúng ta thấy người đó cũng có sự tu. Và thậm chí cái người đó chuyên môn làm mình khổ, cái người đó là người giúp cho ta thành tựu được đạo nghiệp sớm hơn. Mà nhìn vậy đó, không có ghét ai hết. Mà không ghét ai là cái tâm mình nó yên. Cho nên trong tâm của mình mà còn ghét nhiều người đó, là mình phải tìm cách thanh lọc bớt á. Cái đó là độc tố hơi nhiều rồi đó. Cho nên là như vậy mà cứ uống sinh tố hoài không có tốt. Sinh tố là những tố chất giúp cho mình sinh sống tốt. Nhưng mà bù lại trong cuộc sống của mình, mình đã tiêu thụ quá nhiều độc tố. Từ cái nhìn, cái nghe, cái suy nghĩ của mình. Cho nên nhiều khi mình ăn bổ dưỡng nhiều mà tâm hồn mình nó không có lành thiện đó, nó vô ích. Tại vì cái chất bổ đó đâu có vô, nó đâu có tương ứng. Pháp Hòa ví dụ, một cơ thể khỏe sẽ tiếp nhận được thức ăn. Một cơ thể không khỏe đưa vô là dội ra hết. Cũng như thế thôi. Thân tâm mà lành thiện thì tiếp xúc những điều lành thiện vô nó dễ dàng. Còn thân tâm mà không lành thiện thì những cái điều lành thiện nó dội ra lại. Cho nên tâm hồn mình phải có những cái sinh tố. Ngoài cái chuyện mình uống một ly sinh tố, cái đó nó nhớ cho bổ thân thôi, mà nó không có tương ứng. Tâm mình phải như thế nào để cái sinh tố đó nó đi vào và nó tiếp thu được. Cho nên những cái lời pháp mà chúng ta nghe là sinh tố, nhưng mà cái tâm mình nó có tương ưng để mình tiếp không? Cho nên đôi khi mình thấy có những người hình như họ không tu, nhưng mà họ có tu. Thì Bồ ở trong Phật giáo nhìn Bồ Tát đó là gì? Ngoại hiện phàm phu, ẩn tàng Bồ Tát. Nhưng mà có những người ngược lại, ngoại hiện Bồ Tát nhưng mà ẩn tàng phàm phu. Bồ Tát mà luôn luôn làm cho mình bực bội khó chịu đó, đó là Bồ Tát nghịch. Bồ Tát mà trợ duyên cho mình trên đường tu là Bồ Tát thuận. Gọi là nghịch hạnh Bồ Tát và gì? Thuận hạnh Bồ Tát. Vì vậy mà trong cái mỗi cái lần pháp thoại chúng ta hay niệm, lúc mà thỉnh các vị giảng sư ra, Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Sao không niệm vị khác, niệm Đại Hạnh Phổ Hiền? Thỉnh thoảng mình nghe niệm Thích Ca Mâu Ni, nhưng mà thường ta niệm Đại Hạnh Phổ Hiền. Bởi vì trong bốn vị Bồ Tát, Văn Thù Phổ Hiền, Quan Âm Thế Chí, thêm vị đó Địa Tạng, thì Phổ Hiền Bồ Tát ở cái pháp tu là gì? Ứng dụng trong cuộc sống. Chữ Phổ là rộng khắp, Đại là lớn. Mà chữ Đại có ba nghĩa. Không phải lớn ở cái lượng, mà lớn ở cái tâm, cho nên gọi là Đại. Thí dụ mình nói Đại Bồ Tát đâu có nghĩa là Bồ Tát đó cao thước 8 nặng 200 kg. Có nhiều khi Bồ Tát nó nhỏ xíu người à, nhưng mà cái tâm đó lớn lắm, cho nên gọi là Đại Bồ Tát. Và cũng ví dụ mà chuyện lịch sử gọi là và chuyện nhân quả lịch sử, bà Thanh Đề mà đem gạo vô, bà ngồi bà mài từng hộp để đem được bịch gạo, đây chuyện cổ tích. Rồi hòa thượng trong chùa quán chiếu thấy bà già này rất là tội, mài từng hạt gạo đem vô. Hòa thượng mới dặn mấy thầy trẻ trong chùa là bữa nay có đại thí chủ tới cúng chùa, các con phải tiếp đãi đàng hoàng. Trời ơi mấy thầy, trà 3 số 3, 913 gì pha bánh khúc kỳ gì ngon ngon chuẩn bị sẵn. Ai ngờ đâu lát bà già vô đem con bao gạo nửa ký. Cái mấy thầy sanh tâm sao? Vị bị nghĩ đại là gì? Lò bà này là phải mặc đầm mặc củng vậy ha, rồi đi xa hơi xịn. Rồi vô là gặp quý thầy một cái là xá mô Phật là bao lì xì rồi. Cho nên quý thầy nghĩ là đại là vậy đó. Tới hồi mà tiếp bà không được chu đáo, bà giận quá,
bà mới đổ gạo xuống, bà chà trên đó, bà vào phỉ báng. Thì ở đây là một câu chuyện cổ tích thôi, chỉ muốn nhắc nhở rằng chúng ta đừng lầm cái chữ đại là phải những người giàu có và lớn. Nhiều khi một cái việc làm họ rất nhỏ nhưng mà họ để hết tâm hồn vô đó, việc làm nó vẫn đại như thường. Có một ví dụ, một cái đứa nhỏ, nhỏ nhỏ xíu à, nó đi ngang, nó thấy mình nằm đó coi tivi ngủ, nó đi vô, nó lấy cái mền, nó nhẹ nhẹ nó đắp lên cho mình, giật mình thức dậy. Quý vị vui không? Vui lắm. Và cảm thấy rằng ở trời ơi, mình nằm đây mình lạnh nãy giờ mà người lớn đi nguyên nhà ngó thôi chứ không biết gì hết. Mà cái đứa nhỏ nó chỉ mới có 2-3 tuổi mà nó cảm nhận được cái đó, và nó rất dễ thương, và nó lấy cái mền nó đắp cho mình. Hồi có quà còn mấy chú tiểu đó, nhỏ nhỏ, bây giờ thì lớn hết rồi. Chiều chủ nhật xong là thầy trò phải tuôn ra dọn dẹp hết. Người thì quét nhà, người lau cầu tiêu, người sắp giày dép, từ phát quà xuống cho tất cả mọi người trong chùa phải làm hết việc. Nhiều khi 5-6 giờ chiều mà làm tới khuya mới xong việc. Nhiều khi mệt quá cái đi vô phòng với chú nằm, gác cái tay trên cái đầu trên cái tay vậy. Có cái chú tiểu mà hồi xưa là chút mà thường ngày đó là cái ông tiểu đó là ông chọc cho mình trào máu nhiều nhất. Quý vị biết mà đến lúc độ mà sáng nào mà từ sáng giờ học cho đến chiều 3 giờ mà khoảng thời gian đó mà thấy điện thoại nhà trường mà reo là phá quà hồi hộp rồi đó. Nghĩa là bị mắng vốn á. Mà hầu như tuần lễ 5 ngày học là không phải 4 ngày bị mắng vốn. Vậy mà mình nghĩ cái đứa này trời ơi đất hỡi gì mà thôi ráng đi. Vậy mà có những buổi chiều chủ nhật phá quà nằm vậy đó, nó cầm cái gói tới nó nói, nó để nhẹ nhẹ vậy nè, rồi lấy cái mền nó kéo lên, rồi nó ra dấu biểu mấy đứa chú khác đừng có nó ồn, nó ra nó đóng cửa nhà, nó nói thầy is resting. Mình nằm mình giật mình nghe hết chứ. Nhưng mà cái lúc đó mình thấy này nó không tiểu nữa, nó đang đại. Cho nên cái chữ đại là ở những tâm hồn chứ không phải ở cái lượng. Cho nên nhà Phật hay dùng là Đại Bồ Tát, Đại Thí Chủ, Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm. Thì cái chữ đại đó là gì? Không phải ở cái bự không, dĩ nhiên là có lượng đó, nhưng mà tâm và hạnh. Cho nên một ông trưởng giả theo như định nghĩa của nhà Phật, trưởng giả nó có 3 điều để thành trưởng giả. Một là tuổi cao, hai là đức lớn, ba là giàu có. Như vậy thì không phải giàu mà kêu trưởng giả. Trưởng giả mà giàu mà tâm không có, đức không có, mặc dù có thể lớn tuổi, có thể là nhà giàu nhưng mà đức không có thì cũng chưa gọi là trưởng giả. Mà trưởng giả theo định nghĩa của nhà Phật là lớn tuổi, giàu có nhưng mà hạnh đức phải lớn. Vì có nhiều khi người ta giàu mà ta khinh người khác, cái tự nhiên mình cũng quý họ. Mà người đó họ giàu bỏ khiêm cung, tự nhiên mình quý họ. Cuộc đời nó vậy thôi, vì mình thấy được cái tâm của họ. Cho nên trong cuộc sống mà, nếu mà chúng ta để tâm một chút thì chúng ta sẽ nhận diện ra rằng có những người đang là những bậc thiện tri thức trong đời mình mà lâu nay mình chưa nhận ra. Vì sao? Vì mình là cái thân cứng, rồi chúng ta không nhận diện được những cái vỏ mềm xung quanh. Còn ngược lại á, nếu chúng ta là cái thân mềm mà cái vỏ cứng thì chúng ta nguyện tập thích ứng tùy thuận mà không có bị ảnh hưởng. Đại hạnh nghĩa là cái người đó có một cái hành động, một cái việc làm lớn. Đôi khi đâu có làm gì nhiều, một lời nói
một cử chỉ cứu người. Mà thưa đại chúng, mình cứu người đúng lúc đó, người ta cần đó, nó quý hơn là người ta dư mình cho. Cho nên đại hạnh phổ hiền là một bậc luôn luôn ứng dụng rộng rãi cái hạnh nguyện của mình bằng mọi cách. Chúng sanh nào có nhu cầu làm gì, vị này vẫn làm dù việc đó rất nhỏ, thì việc làm đó vẫn gọi là đại hạnh. Có những đứa nhỏ, hồi nhỏ nó đi học với mình, mình tưởng lớn lên cái đứa này nó không biết gì, nó không ngừng, không nhớ, mà nó lại sau này là cái đứa thường xuyên về thăm mình nhất. Mà hồi nhỏ là mình là nó, là mình phải cứng rắn cho nó nhiều nhất. Có lẽ lớn lên nó về nó tâm sự, nó nói thầy, bây giờ con ra ngoài con sống rồi, con mới thấy là không có đâu ai thương con bằng thầy, và không có ai chăm sóc tụi con bằng thầy. Cho nên trong lúc mình làm, mình cứ làm, mình đừng đặt một cái vấn đề là tương lai nó làm gì cho mình cả, không dám nghĩ. Tại vì mình nghĩ mình sẽ buồn nếu không được. Cho nên Bồ Tát đại hạnh phổ hiền là vậy. Ngài làm tất cả mọi cái hạnh mà Ngài không có cầu một cái gì return nữa đó. Chờ cái câu nói mà dưỡng nhi đãi lão đó, hồi xưa mình hay nói câu đó, nuôi con chờ già nó nuôi lại đó. Bây giờ nói thêm câu nữa, dưỡng nhi đãi lão nhập dưỡng lão. Nói cho đủ câu. Nó đưa mà vô dưỡng lão là mừng rồi đó. Sợ nó không thèm đưa nữa, mình tự đi. Cho nên có bốn loại cây mà hôm nay mình học trong bài kinh. Thân mềm vỏ cứng. Thân mềm vỏ cứng rồi gì nữa? Thân cứng vỏ mềm. Thân mềm vỏ mềm, thân cứng vỏ cứng. Và chúng ta sẽ thấy được rằng có thể mình là một trong bốn dạng đó. Rồi xung quanh mình cũng có những người dạng như vậy. Nhưng mà không có gì mình bỏ hết. Tại vì sao? Tại vì chúng ta có cái nhìn rồi, chúng ta có cái sống rồi. Cho nên là dù cuộc đời có như thế nào, nhưng cái tâm hạnh sống tùy duyên của chúng ta vẫn có. Tùy duyên là gì? Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Khéo ăn thì no, théo co thì ấm. Cuộc sống có những lúc chúng ta rất là dư giả, nhưng có những lúc chúng ta không gọi là thiếu thốn, chỉ vừa đủ sống thôi là mừng. Mà thật sự ở đây thiếu thì không thiếu đâu. Chúng ta vẫn có đi làm, chỉ cần chúng ta chịu khó, chúng ta gọi là tùy cái mà chúng ta có, thì chúng ta không đến nỗi. Mà người Việt Nam chúng ta hay nói những câu nói rất gần gũi và rất thực tế. Liệu cơm gấp mắm, liệu cơm gấp đậu hũ, cách nào chúng ta vẫn sống được. Mình cứ nghĩ ngày xưa mình qua đây mình không có cái gì, mình còn sống được. Không lẽ bây giờ ngày nay mình được như vậy rồi mà mình chết sao? Chỉ cần nghĩ như vậy thôi thì cuộc sống mình, cái tâm tư mình nó khác. Cho nên mình đổi, phải đổi cái tâm mà đổi cái quan niệm sống. Đổi cái quan niệm sống là cuộc sống nó sẽ khác. Mình cứ quan niệm như thế này để là mình khổ, mình cứ quan niệm như thế kia để là mình khổ. Cho nên mình thấy rằng mình cái đổi cái cách quan niệm, cái cách suy nghĩ của mình tích cực hơn thì nó sẽ khác. Cho nên đôi lúc mình cũng cần những cái vỏ cứng vậy. Để chi? Để bảo hộ cái thân mềm. Mà đôi lúc cái vỏ cứng là gì? Đó là những cái điều mà nó làm, luôn luôn nó làm trở ngại cho mình. Nhưng mà không sao hết. Cho cái câu mà các vị hay nhắc nhở mình vậy đó. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Và đạo Phật dạy chúng ta sống là tùy duyên, tùy cảnh, tùy thời. Thể muốn phơi củ cải thì lúc nắng mà phơi, chứ không lẽ đợi lúc mưa phơi sao?
Thật sự ra đúng thời là chúng ta phải làm. Mọi việc mọi, gọi là gì, mọi người đồng ý thì chúng ta làm. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, đến lúc chúng ta làm là phải làm. Cho nên một vị tổ ra phơi củ cải mà giữa trưa hè nắng gắt, đệ tử chạy ra nói: trời ơi thầy ơi, thầy vô thầy nghỉ đi, trời nắng mà thầy phơi củ cải làm chi. Ông thầy ông xì qua ông nói: trời nắng mà không phơi củ cải không đã đợi lúc mưa. Các đệ tử giật mình. Cho có ngày cuối cùng và kể lại chúng nghe câu chuyện. Ngày xưa có một vị hòa thượng, ông đi vào trong nhà, ông khóa cửa lại. Ông khóa cửa lại xong giục cái chìa khóa đâu mất tiêu đi, vô góc vậy đó. Ông ở trong nhà ông la lên: cứu tôi, ai mở cửa cho tôi, ai mở cửa cứu tôi. Trời trời, các đệ tử mà vô mà thấy sư phụ mà bị nhốt kiểu đó là quýnh quáng lên, đi tìm mọi cách để mà cứu sư phụ. Có chú đệ tử, chú lay hoay chú tìm được cái chìa khóa, chú cầm chìa khóa chú đưa cho ông thầy. Thầy vì chú tự chú mở, chú làm chú đưa ông thầy. Ông thầy khoái chí cười quá trời. Biết sao không? Thầy tự khóa thì bây giờ thầy tự mở. Đó là thiền ngữ đó. Mà giữa tâm ông thầy và tâm người đệ tử nó tương ưng. Ông thầy muốn thử tâm đệ tử, coi đệ tử thấy gì trong hành động này. Cho nên đệ tử thấy rằng thầy ở trong này, bây giờ có chìa khóa đây, thầy tự mở. Có một lần một người đệ tử ngồi chơi với thầy, thầy mới nói: con lợi cái đống lửa đó, con coi có lửa con mồi cho thầy cái nhang. Người đệ tử cứ nhìn trong đống lửa về, chạy tới nói: dạ thưa thầy, lửa tắt, không có lửa. Ông thầy ông tới, ông lấy cây mồi lên liệt mỗi trò. Ông thấy cầm, ông gấp một thang: cái này là cái gì? Thì đệ tử giác ngộ. Đệ tử giác ngộ gì ở cái hành động của người thầy? Thứ hai, nó có hai chuyện. Một, con đừng nghĩ rằng tâm con không có Phật. Bởi cái lớp tro nó phủ, lớp bụi phiền não nó phủ, mình tưởng đâu dưới này nó không có lửa. Cũng giống như con cứ nghĩ rằng người hung tợn thì không bao giờ tu được đó. Chỉ cần chịu khó lau chùi cái đó, dưới này có lửa nó lên, Phật tánh nó có mặt. Ở cái mặt khác, con đừng nhìn ở cái mặt hiện tượng bên ngoài mà con tưởng tâm con đã vững nha. Ở trong này nó còn ngầm lửa đó. Cũng giống như giờ nhìn một người nhẹ nhẹ nhàng nhàng, đừng tưởng sân hận vẫn còn, phiền não vẫn còn. Cho nên ngày nào còn sống ở đời này, ngày đó chúng ta còn tu. Mà chữ tu không có phải là chúng ta phải gõ mõ dung gì cái chuyện đó được hình đức. Cái quan trọng nhất là chúng ta thấy được cái bản chất của mình để rồi chúng ta chuyển hóa nó. Tu là tu với người, tu với cảnh, tu với mình. Cho nên mình nói tu chợ, tu chùa, tu gì nữa? Tu nhà. Thì ba cái câu đó ta nghĩ rằng tu cái nào hơn? Thật sự ra ba câu đó không có nghĩa là tu chợ hơn, tu chùa hơn hay tu nhà hơn. Tu chợ, tu chùa, tu nhà, tu ở đâu cũng có hoàn cảnh của nó. Và chúng ta phải trực diện chuyển hóa những cái hoàn cảnh ngay trong cuộc sống đó. Ví dụ ở nhà, phải tu theo ở nhà. Nó có những khó khăn ở trong nhà, nó có những hoàn cảnh của trong nhà, nó làm mình khó tu. Vô chùa, nó cũng có cái thuận duyên để tu, nhưng bên cạnh nó cũng có những cái nghịch để chúng ta tu. Tu chợ, nó cũng có những cái ngoài chợ. Thí dụ như chợ là phải buôn bán, phải giao tiếp. Nhưng mà vì vậy cho nên chúng ta ở ngoài chợ, chúng ta vẫn phải có những cái hoàn cảnh ngoài chợ để chúng ta tu. Thì cái nghĩa của câu đó là vậy đó. Tu chợ, tu chùa, tu nhà, ba cái của chúng ta tu. Mà quý vị cứ nghĩ đi, hình như ngày nào mình phải tu ba chỗ. Đi làm là tu chợ chứ gì nữa, phải không? Về nhà là mình ở nhà mình tu, rồi cuối tuần mình vô chùa là mình tu chùa. Cuộc sống mình mà ngày nào mình không thể chửi người ngoài đường giống như người trong chùa được. Mình nói ví dụ vậy đó. Chứ mình biết sống ở đâu. Ví dụ như mình đãi bạn của mình món đó, vô chùa không phải, chùa là ăn chay, phải đãi chay.
thì cái hoàn cảnh chúng ta như thế nào, ở đâu chúng ta phải tu theo đó. Ví dụ giờ Pháp Hòa qua đây là ở đây là đi trước bên Canada 8 tiếng, giờ này bển khuya phải không, giờ này bển đang khuya, trưa hay khuya, buổi trưa hả? Bên này đi trước bên đó 8 tiếng. Thì nói chung là giờ giấc nó khác. Có một vị mới hỏi Pháp Hòa chứ thầy qua đây rồi tối về thầy vẫn ăn à? Pháp Hòa mới nói dạ em ăn giờ của em. Nghĩa là ăn tối đây, nghĩa là ăn trưa chiều việc của mình đó, ví dụ vậy. Thôi thì hôm nay cái buổi sáng này Pháp Hòa được thăm với đại chúng, thì Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng một cái bài kinh ngắn là Phật nói về 4 loại cây. Có những loại cây thân mềm vỏ cứng, có những loại cây vỏ cứng thân mềm, có những loại cây vỏ mềm thân mềm, và có những loại cây vỏ cứng thân cứng. Và chúng ta cũng học được những bài học từ cái cách sống. Từ đó chúng ta thấy rằng những gì Đức Phật dạy nó không ngoài cái ý nghĩa là chúng ta ứng dụng vào trong cuộc sống của chúng ta. Xin cảm ơn đại chúng đã dành một thời gian quý báu sáng hôm nay để cùng về tham dự, để được chúng ta được thăm nhau buổi sáng này, và chúc lành đến đại chúng, và mong rằng chúng ta sẽ có một buổi trưa sinh hoạt vấn đáp. Thì quý vị nào có những câu hỏi, những thắc mắc sự tu tập, quý vị có thể viết vào tờ giấy và đưa cho ngoài bàn thư ký, hoặc là bỏ vào cái chuông đây. Rồi thì chúng ta chiều nay lúc sau giờ trưa khoảng 1 giờ chúng ta sẽ có cái buổi sinh hoạt vấn đáp cho vui. Cảm ơn đại chúng rất nhiều. Thưa đại chúng, 3 năm trước Pháp Hòa về đây có gặp một bà cụ pháp danh là Diệu Cần. Nhưng lần này trở lại thì bà đã theo Phật rồi, cho nên hôm nay người nhà có ghi tên bà để nhờ năng lượng của đại chúng. Và bây giờ chúng ta sẽ hồi hướng và để cầu nguyện cho bà Nguyễn Ngọc Nga, pháp danh Diệu Cần, sinh 1955, quá vãng ngày 31 tháng 10, 2018. Nguyện cầu cho bà được vãng sanh tịnh cảnh, đại chúng được khỏe mạnh, an vui.